Thưa quý vị, một sự kiện được nhiều người yêu xe tại Việt Nam quan tâm trong tuần qua, đó là ngày 10 tháng 1 năm 2024 vừa qua tại Hà Nội, Mitsubishi Motor đã ra mắt chiếc xe PSUV được rất là nhiều người quan tâm, đó là chiếc X-Force mới. Thưa quý vị, có tìm hiểu về thông tin cũng như là những cái thông tin trước khi chiếc xe này ra mắt chính thức, thì đây là một cái chiếc xe có thể nói là được Mitsubishi rất là ưu ái cho thị trường Việt Nam nói riêng cũng như là thị trường Đông Nam Á nói chung. Bởi vì cái thời gian trước đây, như quý vị biết thì chiếc xe này với phiên bản concept, phiên bản ý tưởng có tên gọi là XFC đó, được ra mắt vào tháng 10 năm 2022, cũng lần đầu tiên tại Việt Nam. Rồi sau đó hồi năm ngoái tháng 8 năm 2023 thì phiên bản thương mại với tên gọi là X-Force cũng đã chính thức ra mắt tại Indonesia tại một cái triển lãm về ô tô. Rồi lần này vào ngày 10 tháng 1 này, Mitsubishi đã chính thức ra mắt chiếc xe này bằng, như quý vị thấy, tại Việt Nam. Nói qua một chút để quý vị thấy là đây là một cái chiếc xe có thể nói là chiếc xe chiến lược thứ hai của Mitsubishi tại Việt Nam sau mẫu xe rất là thành công trước đây là mẫu xe Xpander. Chiếc xe này đã được nghiên cứu cũng như là được sản xuất ra sau khi đã được thử nghiệm hơn 4.000 km tại nhiều loại cung đường ở Việt Nam cũng như là khu vực Đông Nam Á, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu sử dụng của khách hàng tại Việt Nam cũng như là khu vực này. The demand for comfort SUV that offers nhu cầu cho dòng xe SUV cỡ nhỏ, dòng xe mang lại sự an toàn, tiện nghi và hứng khởi đang tăng nhanh tại Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi tự tin rằng với thiết kế và tính năng vượt trội, X-Force sẽ vượt trên cả sự mong đợi của khách hàng. Chúng tôi tin tưởng X-Force sẽ đạt được thành công về doanh số giống như Xpander. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi khám phá những vài nét đặc biệt ở trên chiếc Mitsubishi mới X-Force này nhé. Mời quý vị. Thưa quý vị, chiếc xe này có thiết kế phần đầu xe rất là ấn tượng. Như quý vị thấy thì vẫn là ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield nhưng mà được cải tiến hơn để phù hợp với cái xu hướng hiện đại hơn, mạnh mẽ, năng động hơn, phù hợp hơn với một cái chiếc xe hạng B SUV như thế này. Phía trước thì cụm đèn chiếu sáng phía trước với cái tạo hình cái đèn chiếu sáng ban ngày hình chữ L cũng như là những cái đường cắt của cái cụm đèn phía trước hình chữ T. Phần thiết kế ở phía dưới của cụm đèn chiếu sáng nó có cái tính chiều sâu hơn, tạo cho cái chiếc xe nó mạnh mẽ, vững chãi theo đúng như là cái cách mà Mitsubishi gọi cái chiếc xe này. Bây giờ mời quý vị cùng bước qua bên hông xe để chúng ta cùng tìm hiểu về thiết kế, những cái điểm nhấn về thiết kế ở phía bên hông của chiếc Mitsubishi X-Force này. Những cái đường gân dập nổi từ trên nắp capo cũng như là ở phía đuôi xe, như quý vị thấy, nhìn rất là mạnh mẽ, thể thao. Và đặc biệt là những cái điểm nhấn, những cái ốp vè ở phía hốc, ở phía trên vòm của bốn bánh xe đó, nó nhìn cũng rất là đặc biệt. Và khi chiếc xe nó di chuyển, mình nhìn chiếc xe nó rất là vững chãi mà vẫn là mượt mà. Sở hữu khoảng sáng gầm là 222mm, có thể nói là ở hàng đầu phân khúc. Mâm xe của chiếc xe này cũng được thiết kế với kích thước khá là lớn, với kích thước 18 inch. Một điều rất là đặc biệt nữa thưa quý vị, chiếc xe này nó có chiều dài tổng thể là 4390mm, có thể nói là khá là nhỉnh hơn so với kích thước của những chiếc xe thuộc phân khúc PSUV hiện nay tại thị trường Việt Nam. Và với kích thước này thì có thể nói là nó cũng tiệm cận với những cái chiếc xe thuộc phân khúc cao hơn. Phần thiết kế đuôi xe cũng theo tôi thấy thì cũng rất là ấn tượng, với rất là nhiều điểm nhấn, những cái thiết kế nhô ra, rồi những cái thiết kế nó làm cho cái chiếc xe nó mềm mại, mặc dù đây là một cái chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ. Cụm đèn chiếu sáng ở phía sau rất là ấn tượng, hình chữ T, nó đồng nhất với cái thiết kế của cái cụm đèn hậu phía trước cũng theo hình chữ T. Chiếc xe này thì có cốp đóng mở bằng điện cũng như là có cái tính năng mở cốp rảnh tay trên phiên bản cao nhất, phiên bản Ultimate.
quý vị, bên trong không gian nội thất của chiếc Mitsubishi X-Fold mới này có khá nhiều chi tiết để nói. Thứ nhất, như chúng tôi có giới thiệu thì kích thước được cải thiện hơn, mở rộng hơn. Không gian nội thất cũng từ đó mà nó cũng được mở rộng và thoải mái hơn. Đây là phiên bản cao nhất, là phiên bản Ultimate. Thì ghế ngồi là ghế bọc da. Phiên bản GLX, phiên bản Exit, phiên bản Premium và phiên bản cao nhất là phiên bản Ultimate. Bản Tableau được trang bị cái loại vải chất liệu Melan. Thường chúng ta sẽ thấy những cái loại vải như thế này được trang bị trên những mẫu xe cao cấp. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 12,3 inch, màn hình thông tin có kích thước 8 inch. Và đặc biệt là màn hình giải trí, nó được chia ra làm 3 phần riêng biệt khác nhau để nó hiển thị những cái thông số khác nhau. Chiếc xe này được trang bị cái công nghệ lọc không khí, điều hòa không khí Nano X, giúp mang lại cái không gian thoáng đãng cũng như là vệ sinh sạch sẽ hơn cho cái không gian nội thất. Chiếc xe này thì được trang bị đến 21 hộc để đồ lớn nhỏ khác nhau, từ trước ra sau, khắp khoang cabin, quý vị thấy. Rồi ở phía trước này nó có cái chỗ để chúng ta sạc điện thoại không dây. Ngoài ra thì còn có các cái cổng sạc USB Type A và Type C ở phía trước cũng như là ở hàng ghế thứ hai. Vô lăng ba chấu thể thao tích hợp khá là nhiều phím chức năng. Một cái điều rất là đặc biệt thưa quý vị, đó là những cái công nghệ cũng như là những cái trang bị tiện nghi mới ở trên cái phiên bản Ultimate, phiên bản cao nhất này, đó là lần đầu tiên Yamaha và Mitsubishi hợp tác với nhau để cùng tạo nên một cái dàn âm thanh 8 loa rất là đặc biệt cho mẫu xe X-Fold này. Hệ thống loa được trang bị trên mẫu xe này đó là hệ thống loa Dynamic Sound Yamaha Premium. Và chúng tôi cũng đã trải nghiệm, chúng tôi cũng đã thử nghe cái âm thanh này rồi, và thực sự là nó cũng rất là khác biệt so với những cái hệ thống âm thanh trên những cái chiếc xe mà cùng phân khúc BSUV như thế này với X-Fold. Ngoài ra thì những cái công nghệ an toàn rất là tiên tiến hiện nay chúng ta hay nghe nhắc đến như là ADAS cũng được trang bị trên phiên bản cao nhất này. Chiếc xe này thì được trang bị 4 chế độ lái khác nhau. Đi cùng với đó là như chúng tôi vừa nói là cái hệ thống công nghệ hỗ trợ ADAS tiên tiến. Rồi lần đầu tiên trên chiếc xe này cũng được trang bị cái tính năng lái xe trên đường ngập nước. Và như chúng tôi có nói lúc đầu thì chiếc xe này được tạo ra, được thử nghiệm rất là ưu ái cho thị trường Việt Nam, cho khách hàng Việt Nam. Bằng chứng là họ đã trải nghiệm trên nhiều loại cung đường ở Việt Nam để phù hợp cho cái chiếc xe này, để giúp chiếc xe thích nghi hơn với cái đường xá ở Việt Nam. Thì cái chức năng lái xe trên đường ngập nước cũng đó cũng là một cái rất là đặc trưng cho cái chiếc xe này để đi trên những cái cung đường ở Việt Nam. Nhiều công nghệ khác, ví dụ như là công nghệ YAC, quý vị nghe có quen thuộc không ạ? Khá là quen thuộc trên những cái mẫu xe trước đây của Mitsubishi như là Xpander. Thì những cái công nghệ này trong một cái dịp khác, khi mà chúng tôi có dịp trải nghiệm mẫu xe này cũng như là thử những cái tính năng công nghệ an toàn vân, thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị sau, trong phần sau. Thưa quý vị, chiếc xe này thì có 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi, và đặc biệt là ghế thứ hai chúng ta có thể ngồi 3 người thoải mái. Mà nếu chúng ta không ngồi đủ 3 người, chúng ta chỉ ngồi 2 người, thì nó có một cái bệ tì tay phía giữa chúng ta có thể hạ xuống để chúng ta sử dụng. Và ghế ngồi thì có 8 cái độ ngả lưng khác nhau, giúp cho người ngồi thoải mái, đặc biệt là khi mà chúng ta đi đông người, đi gia đình. Và thưa quý vị, rõ ràng thì với một cái chiếc xe BSUV như thế này, rộng rãi, tiện nghi, nhiều tiện nghi, thiết kế cũng khá là đẹp, đúng không ạ? Bởi vì khi mà ra mắt như thế này thì chúng tôi có nhận được những cái sự đánh giá của khá là nhiều đồng nghiệp, là họ nhận xét là nhìn chiếc xe khá đẹp. Rồi khi mà bước vào bên trong thì chúng ta thấy, như chúng tôi vừa giới thiệu, thì rất là nhiều tiện nghi, không gian rộng rãi. Và đối với một cái chiếc BSUV như thế này thì như vậy cũng là khá đủ rồi, đúng không ạ? Khá là đủ cho cái nhu cầu sử dụng. Và thưa quý vị, mức giá của 4 phiên bản, thấp nhất là 620 triệu dành cho phiên bản thấp nhất là phiên bản GLX, và phiên bản cao nhất là phiên bản Ultimate,
thì Mitsubishi vẫn chưa công bố giá. Giá xe của phiên bản cao nhất sẽ được công bố sau. Phiên bản kế tiếp là phiên bản Exit có giá bán 640 triệu. Và phiên bản kế nữa là phiên bản Premium là có giá bán là 699 triệu đồng. Giá cũng rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và thưa quý vị, Mitsubishi Việt Nam cho biết là những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao tới khách hàng vào tháng 3 năm nay, tức là sau Tết âm lịch. Và trong thời gian tới, chúng tôi có dịp trải nghiệm mẫu xe này, cầm lái chiếc xe này để trải nghiệm những cái tính năng cũng như là những cái công nghệ an toàn, thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị về khả năng vận hành của chiếc xe này. Nhưng mà nói qua một chút đó là chiếc xe này được trang bị động cơ 1.5 lít Mavic, đi cùng với đó là hộp số vô cấp CVT. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chuyên mục cũng như là chương trình Xe và Xu hướng tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục lần sau.